viên. Chào viên. Cảm ơn các chị. Và em ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được đến đây gặp thầy cũng như là gặp các anh chị. Và tại một cái chuyên đề mà em cũng không biết nó giải thích như thế nào, nhưng mà rất là hấp dẫn em khi mà nghe chị Nga giới thiệu. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì em thấy một cái điều, đây không phải là lần đầu tiên em tiếp xúc về sinh chắc, nhưng mà lại là một lần nữa mình học thêm một cái điều mới từ thầy. Và buổi sáng nay thì chị đúc kết một cái điều mà mình thích, rất là thích, đó là bản thân chúng ta là mỗi người thì chúng ta sẽ có mỗi chủng vân tay khác nhau, cũng giống như là ở ngoài kia họ sẽ có những cái tính cách khác chúng ta. Và chúng ta học về sinh chắc vân tay để chúng ta hiểu người khác, để chúng ta giao tiếp với họ. Và tất cả mọi người ở đây ai cũng đều mong muốn kết nối yêu thương, từ yêu thương kết nối thì hạnh phúc và mới đến tới cái việc chúng ta thành công. Cho nên là ngày hôm nay thì mình học được cái cách để mà hiểu được những cái người khác, họ có suy nghĩ như thế nào, họ có tính cách ra làm sao, từ đó mình hòa hợp với họ để cho cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt đẹp hơn và nó sẽ hạnh phúc hơn. Và tất cả anh chị ở đây khi mà nghe thầy hỏi là bao nhiêu người muốn thành công, bao nhiêu người muốn hạnh phúc, thì tất cả các chị đều muốn thành công, đều muốn hạnh phúc hết. Vì vậy cho nên là hy vọng rằng là các anh chị về nhà xem cái chủ đề này, học tập và sẽ giao tiếp được với nhiều người hơn và để cho cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị một buổi một ngày rất là tuyệt vời.